À, một điều nữa cho Thanh xin mời vị văn khách là đi sau đến để chú bước vào bên trong dân hương cho cụ ông. Thì hãy bước vào bên trong dân hương, xin phép anh em chú cháu miệng tới trống tiếng kèn nhạc lệ trong thời gian ngắn phục vụ, thật thật cảm ơn rất nhiều. Và sau đây thì bộ số nhạc sĩ Văn Cường, cả cậu đi đời sẽ trời lên những khúc điệu để gửi tặng đến bà con cô bác trong đêm tang lễ của cụ ông hôm nay. Và bộ số Văn Cường xin được phép được bắt đầu.